con chó này đi tắm táp ở đâu rồi, lông lá te tua này. Sáng nay dám tự mở cửa lồng ra, cha sư nhà này. Mẹ mày lông lá thì thay mãi chưa xong được cái lông. Nhìn chán đời. Anh em nào cho hỏi con này là con đực hay con cái, nuôi cho 3 năm rồi vẫn chưa phân biệt được giới tính. Không biết đực cái là sao. Cái thì phải đẻ, chả thấy đẻ gì cả. Piu, piu, piu. Bố mày. Đánh bông này, đánh ông này. Ô chơi chán chưa? Đi vào lòng. Chơi vậy thôi, người ta còn đi tao ngủ giấc. À, lòng nó đây nhá. Để đi ngủ giấc đấy chứ. Thôi vào đây. Đổ cho nó cao cao lên này. Vào đi, đi ngủ nè. Cha, sư gì nhà mày. Hé hé cửa cái đầu đi một cậy rồi mà ta. Chào Thanh Tịnh Ngô nhá. Tưởng là có không có đực nó vẫn đẻ. Thấy một số anh em mà lên mạng là cứ hỏi là chim đực hay chim cái, này mình cũng tiện đà mình hỏi xem không biết là con này là cái hay là đực nữa. Lông với chả lá, thay mãi chưa xong, thay mãi chưa xong, thay mãi chưa xong. Rồi, nước thì hết sạch rồi, chắc khát nước vào ống nước. Được cái là cứ đói cứ khát là tự mở cửa lồng ra. Ăn chán rồi lại vào, uống chán rồi lại vào. Tắm chán rồi cũng lại vào. Thôi nha, chào anh em nhá. Mình nhốt nó vào để mình đi ngủ. Này bờ mới đi vào đi. Cứ ra dọa chim rồi sao à? Đấy. Quát nhẹ cái là vào lồng nằm rồi.